Bây giờ các bạn hãy mở sách trang 107. Chúng ta sẽ cùng luyện tập phần 5. 5.1 là chọn từ rất hoặc quá để điền vào chỗ trống. Đây chính là ngữ pháp mà chúng ta mới học trong bài ngày hôm nay đúng không? Chắc là sẽ không khó lắm. Số 1. Tôi chờ ông John lâu quá. Bởi vì quá là đứng sau tính từ, còn rất là đứng trước tính từ. Các bạn nhớ nhé. Và quá là dùng để nói về cảm thán của chúng ta. Tôi chờ ông John lâu quá. Số 2. Chúng tôi thường về đến nhà rất muộn. Số 3. Các anh ấy rất muốn gặp ông. Muốn chính là một động từ tình thái nhỉ? Vì thế có thể sử dụng với rất quá lắm. Số 4. Ba tôi rất thích đọc báo buổi sáng. Ba tôi rất thích đọc báo buổi sáng. Số 5. Xin lỗi, tôi ngồi đây được không? Tôi mệt quá, đúng không? Tôi mệt quá. Rất dễ đúng không ạ? Chúng ta đã làm xong phần 5.1 rồi. Tiếp theo là phần 5.2. Các bạn sẽ chọn câu thích hợp để điền vào chỗ trống. Và cũng như các bài trước thì các bạn sẽ không nhìn một phần. Bây giờ các bạn sẽ nghe cô giáo đọc câu hỏi ở trong phần này và chọn câu trả lời thích hợp nhé. Số 1. Tôi ngồi ở đây được không? Tôi ngồi ở đây được không? Số 2. Cô ấy nói tiếng Pháp được không? Cô ấy nói tiếng Pháp được không? Số 3. Anh ấy thường đi ngủ sớm, phải không? Anh ấy thường đi ngủ sớm, phải không? Cuối cùng, hôm qua anh ấy thức dậy lúc mấy giờ? Hôm qua anh ấy thức dậy lúc mấy giờ? Các bạn đã chọn xong chưa? Đáp án là số 1 là ở đây đúng không? Tôi ngồi ở đây được không? Dạ, được. Mời ông. Số 2. Cô ấy nói tiếng Pháp được không? Được. Cô ấy nói tiếng Pháp được. Số 3. Anh ấy thường đi ngủ sớm phải không? Vâng. Anh ấy thường đi ngủ sớm. Cuối cùng. Hôm qua anh thức dậy lúc mấy giờ? Tôi thức dậy lúc 6 giờ rưỡi sáng. Tiếp theo sẽ là phần 5.3. Các bạn sẽ tìm chỗ sai trong các câu sau đây. Tìm chỗ sai trong các câu sau đây. Và chỗ sai là cái nơi mà bị sai, đúng không? Số 1. Cô làm người Mỹ, phải không? Vậy, trong câu số 1 thì sai ở đâu nhỉ? Từ làm. Chúng ta không được nói cô làm người Mỹ mà cô là người Mỹ, phải không? Danh từ là danh từ, các bạn nhớ không? Tiếp theo, số 2. Chúng tôi đi trường lúc 7 giờ rưỡi. Người Việt Nam không nói là đi trường. Người Việt Nam luôn luôn nói là đến trường. Số 3. Cô ấy là nghề gì? Sai ở từ là, đúng không? Cô ấy không thể là nghề được mà cô ấy làm nghề gì? Cuối cùng, anh đi ở đâu đấy? Các bạn nhớ ngữ pháp về ở đâu và ở đâu không? Thì động từ đi phải đi cùng với đâu và các động từ khác thì sẽ đi cùng với ở đâu. Vì vậy chúng ta phải nói anh đi đâu đấy. Tiếp theo là 5.4. Các bạn sẽ dùng từ đâu hoặc là ở đâu để đặt câu hỏi cho các câu dưới đây.
Cô giáo nhắc lại một chút nhé. Đối với động từ đi, đến, về hay là tới thì chúng ta sẽ sử dụng với đâu. Còn các động từ khác như ăn, sống, gặp bạn hay đi chơi, du lịch thì chúng ta sẽ sử dụng với ở đâu. Ví dụ, anh Bình gặp anh Nam ở một quán cà phê thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi là anh Bình gặp anh Nam ở đâu? Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm câu số 1 nhé. Bà Lệ làm việc ở ngân hàng. Câu hỏi là gì ạ? Bà Lệ làm việc ở đâu? Đúng không? Số 2. Chiều nay chị Lan và chị Mai đi chợ Bến Thành. Hỏi là các chị ấy đi đâu? Số 3. Công ty của họ ở đường Lê Thánh Tôn, quận 1. Chúng ta sẽ hỏi là đâu hay là ở đâu ạ? Ở đâu đúng không? Công ty của họ ở đâu? Tiếp theo, cuối cùng, anh ấy muốn đi bưu điện thành phố thì ở đây có động từ đi, vì vậy chúng ta phải nói là anh ấy muốn đi đâu. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến 5.5. Sắp xếp. Cô giáo rất thích bài luyện tập sắp xếp này, bởi vì khi các bạn thực hành cái bài này thì cái khả năng sắp xếp câu của các bạn hay là nói câu đúng ngữ pháp của các bạn sẽ tăng lên rất là nhiều. Vì vậy các bạn hãy làm theo yêu cầu của cô giáo nhé. Bây giờ các bạn sẽ không nhìn sách và nghe cô giáo đọc, sau đó thì sắp xếp lại thành một câu nhé. Số 1. Không, hôm qua anh đi học, tại sao? Câu hỏi. Đây là một câu hỏi. Không, hôm qua anh đi học, tại sao? Các bạn đã sắp xếp xong chưa? Đáp án là tại sao hôm qua anh không đi học? Câu số 2. Bao nhiêu sinh viên chị lớp có? Đây cũng là một câu hỏi nhé. Bao nhiêu sinh viên chị lớp có? Đáp án là lớp chị có bao nhiêu sinh viên? Câu số 3. Ở đâu cô Thủy tiếng Anh học? Ở đâu cô Thủy tiếng Anh học? Chúng ta nói là cô Thủy học tiếng Anh ở đâu? Số 4. Chị buổi tối đọc sách thường hay xem tivi? Chị buổi tối đọc sách thường hay xem tivi? Các bạn sẽ sắp xếp là buổi tối chị thường đọc sách hay xem tivi, hoặc là buổi tối chị thường xem tivi hay đọc sách. Chú ý một chút, ở đây chúng ta có từ hay. Ở đầu bài 6 thì chúng ta đã học từ hay, nghĩa là hay đúng không? Một tính từ miêu tả tốt cho một cái sự việc nào đó. Còn hay ở đây nghĩa giống như là hoặc. Vậy từ hay trong tiếng Việt có hai nghĩa. Thật ra từ hay là có những nghĩa khác nữa, nhưng mà chúng ta sẽ học sau nhé. Tiếp theo câu số 5. Dì đang Thủy đọc
Đấy, đây là câu hỏi. Dì đang thủy đọc đấy. Thủy đang đọc gì đấy? Thủy đang đọc gì đấy? Cuối cùng chúng ta có dì học hôm qua các anh đã. Dì học hôm qua các anh đã. Các bạn sắp xếp xong chưa? Chúng ta có cuối cùng là hôm qua các anh đã học gì? Hôm qua các anh đã học gì? Chúng ta đã kết thúc bài 5.5. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần 5.6. Chọn một trong các từ cho sẵn để viết lại những câu sau đây. Bây giờ các bạn sẽ dành ra 1 phút để làm bài này nhé. 1 phút bắt đầu. Số 1. Cô Mai đến trường, đúng không? Để học tiếng Anh. Người Việt Nam không nói là đi trường. Số 2. Cô đang sống ở đâu? Số 3. Anh tên là Nam, phải không? Số 4. Anh nói tiếng Anh được không? Và cuối cùng, Yoko là người nước nào? Không khó lắm đúng không? Chúng ta sẽ tiếp theo 5.7 sẽ là một bài hoàn thành các câu sau đây. Bây giờ các bạn sẽ có 5 phút để hoàn thành những câu này nhé. 5 phút bắt đầu.
Đây là một số những cái ví dụ cô giáo đưa ra, các bạn có thể xem và học thêm một số từ mới nhé. Câu số 1 là sáng chủ nhật anh ấy thường ngủ nướng. Ngủ nướng là một cách nói vui trong tiếng Việt. Các bạn biết từ ngủ rồi đúng không? Còn nướng là gì ạ? Nướng là khi các bạn nướng thịt đó, thì các bạn lật qua lật lại, lật qua lật lại như vậy. Và ngủ nướng là khi mà chúng ta ngủ thêm, đúng là 6 giờ phải dậy rồi nhưng mà cứ ngủ thêm ở trên giường đó, lật qua lật lại, lật qua lật lại ở trên giường thì cái đó gọi là ngủ nướng. Câu số 2, chị ấy không phải là người nói dối. Chị ấy không phải là người nói dối. Số 3, tại sao anh không hẹn trước? Tại sao anh không hẹn trước? Hẹn trước. Nếu các bạn muốn gặp ai đó thì các bạn phải hẹn trước. Số 4, anh có bao nhiêu người yêu? Anh có bao nhiêu người yêu? Tiếp theo. Số 5, chị học tiếng Việt mấy tháng rồi? Chị học tiếng Việt mấy tháng rồi? Số 6, chị là vợ của giám đốc phải không? Số 7, sáng hôm qua anh gặp khách hàng ở đâu? Cuối cùng, cô ấy không thích đàn ông. Cô ấy không thích đàn ông. Đó là một số ví dụ vui và cũng là những từ mới mà cô giáo muốn các bạn biết thêm trong tiếng Việt nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến một phần luyện tập nữa. Đây là một phần luyện tập rất quan trọng. Vì vậy, các bạn hãy lấy giấy và bút của mình ra. Bây giờ các bạn sẽ nghe và viết xuống nha. Bắt đầu. Bài 6. 5.8. Viết chính tả. Hoàng là phóng viên. Buổi sáng, Hoàng thức dậy rất sớm, lúc 5 giờ. Sau đó, anh ấy ăn sáng. Anh ấy thường ăn sáng ở nhà. 6 giờ 45, anh ấy đi làm việc. Buổi tối, Hoàng đi ngủ rất muộn, lúc 12 giờ hay 1 giờ sáng. Các bạn có thể nhìn vào nội dung ở trên màn hình và kiểm tra lại phần mình đã viết nhé.